Mến chào quý anh chị em đã quay lại kênh Cá Bảy Màu của mình nha. Thì hôm nay em vừa lựa lên một lô cá tuyển giống siêu đẹp luôn anh em ơi. Full go này ha anh em, full vẫy, full tươi bơi, hàng full ốp sành, tuyển giống rất đẹp luôn ha. Còn rồng tím thì em mới vừa lựa lên được khoảng tầm 5-70 cặp nha. Rồng đỏ BDS Hormon hàng tuyển giống siêu VIP nha anh em. Nhìn từ trên xuống thôi mà khá là đẹp rồi. Bộ này body rất là to luôn anh em, lực lửa lắm luôn nha. Còn đây là full gold gen này nha anh em, để nền xanh một cái màu lên nó dạ lên quá trời đẹp luôn ha anh em. Còn đây là cá trống nha anh em, trống thì anh em thấy không, nó nhỏ hơn con cá mái nha anh em, rồi nó và rất là vàng luôn nha. Đó, anh em xem cá trống rồi nha, cá trống thì sao nó nhỏ thôi nha anh em, không có bự đâu, con cá mái chủ yếu là nó bự. Con cá mái là nó bự gấp đôi cá trống luôn nha. Đó, full gold hàng tuyển giống cho anh chị em đó. Rồi rồng đỏ luôn nha anh em, rồng đỏ quay dữ lắm, đẹp luôn anh em ơi, quay là BDS Hormone hàng là siêu đẹp luôn đó. Hôm nay được em vừa lựa lên cá này là thần chuẩn 100%, hàng được lựa được tuyển chọn hết trơn đó anh em. Anh em thấy cá này ha, nó rất là đẹp luôn anh em ơi. Rồi thì em sẽ lên một số một cá cho anh em ha. Đó, rồng tím và là màu sắc anh em, đuôi màu sắc đẹp lắm luôn anh em ơi. Đó, quay là màu sắc tự nhiên, quay ngoài trời nắng nha anh em, không có nắng luôn, hôm nay trời mưa anh em ơi. Đó, full gold hàng siêu VIP siêu tuyển này nha anh em. Tại vì bớm cái bộ này em vừa lựa lên á là cá tơ thôi anh em, nó lên full tay bơi hết trơn rồi nha, tơ zin thôi, chưa âm bầu luôn anh em, còn mới âm trứng đây ha. Còn đây là gon ghi bông này anh em, gon ghi bông này là tay bơi khoảng tầm 30%, 50% có luôn nha anh em, siêu đẹp luôn nha. Và giá ngày hôm nay là cực kỳ ưu đãi cho chị em luôn, và mua đơn hàng từ 300k thì bên em sẽ hỗ trợ là free ship luôn nha anh em. Rồi dòng cá đầu tiên có tên là full gon gen này nha anh em. Thì đây là cá em mới lựa sẵn cá trơn cho anh em này nha. Anh em nhìn cá nha, cá thì full vảy màu vàng và cái tay bơi lên tay bơi luôn nha anh em. Đó, em quay ngoài nắng anh em thấy không? Đó, cái cá là đẹp luôn. Thì cái hàng này bán cho anh chị em chỉ có 40.000 một cặp thôi. Và anh em bắt 10 cặp thì để anh em là 10 cặp là 300k free ship luôn nha anh em. Thì đợt này em đang khuyến mãi là free ship cái đơn hàng từ 300 trở lên, cho nên em để giá là 10 cặp 300 để anh em được ưu đãi là được hỗ trợ free ship luôn ha. Thì anh em tranh thủ đặt cái hàng này nha anh em. Thì full gold này nó rất là vàng, rất là đẹp luôn, nó không khác gì cả cái hàng mà tuyển giống hết trơn luôn nha. Đó, nhưng mà nó không có ghi bông với bụng thôi, cho nên giá sẽ mềm một xíu, nhưng mà cá thì rất là đẹp cho anh chị em luôn nha. Đó, thì anh em nào muốn chơi cái hàng này không thì cứ liên hệ cho em nha, qua số điện thoại và Zalo em để góc phải màn hình đó nha anh em. Tiếp theo từ lên cái bộ rồng đỏ BDS Hormon, hồi nãy thì em có quay ở đầu clip cho anh em xem này ha, thì em để một cái hồ sơ em show kỹ hơn cho anh em nhìn luôn cá kìa. Body rất là lực luôn, và vây là vây BDS đuôi Hormon luôn nha. Hàng này là size đã bông rồi nha anh em, size khoảng tầm 3 tháng hơn một xíu thôi. Cá đang ôm trứng ôm bầu luôn nha, hàng rất là đẹp luôn. Thì cái hàng như clip á thì nó na ná nhau hết trơn nha anh em. À, thì bán cho anh chị em á là 100.000 một cặp thôi, và 5 cặp để đi là 400k free ship luôn anh em. Cái hàng này rất là đẹp nha, anh em lưu ý nha. Hàng rồng đỏ có loại là 40.000 một cặp cũng có luôn, hàng 100.000 một cặp cũng có luôn, hàng 200.000 một cặp vẫn có luôn nha anh em. Thì tùy vào vẻ đẹp con cá nha, nó có nhiều tiêu chuẩn lắm anh em. Cái hàng này cực kỳ đẹp và tuyển giống cho anh em ha. Rất là lâu rồi, khoảng tầm hơn nửa năm nay rồi em mới lên lại được cái bộ rồng đỏ đẹp như thế này. Rồi sẵn em show cho anh em xem luôn nha. Thì cái hàng lựa như clip này á còn khoảng tầm 20 cặp, 30 cặp hả anh em, không có nhiều đâu anh em. Em lựa riêng nha anh em, khoảng tầm 20 cặp là hết hàng rồi nha. Đó, nó đều giữa nhau giữa nha anh em. Thì anh em muốn chơi rồng đỏ mà tuyển giống á thì cứ bắt cái bộ này nha, cực kỳ đẹp luôn. Cái vây nó rất là to luôn nha anh em, rất là khủng luôn nha, body rất là lực luôn. Còn đây là cá mái nè anh em, nhìn con cá mái là anh em ghiền liền luôn nha. Mái là BDS Hormone, đuôi là full tia, vây lưng dựng gũ rất là đẹp luôn nha anh em. Thì cá thì đang ôm trứng ôm bầu thôi, chưa sinh sản luôn nha anh em. Tại cái bộ này em nuôi là em tách chống mái riêng cho ăn, nó phơm nó rất là mập luôn anh em. Nhìn con cá này ha, con mắt thì màu đen, cái vây thì màu nâu nâu đỏ đỏ anh em. Đó, nhìn rất là lực lưỡng luôn. Đây là cá mái của rồng đỏ BDS Hormone, hàng là siêu VIP luôn. Đó, là 5 cặp chỉ có 400k thôi và free ship luôn nha anh em. Thì nói chung á là anh em nào cần đặt cá cứ liên hệ cho em qua số điện thoại và Zalo em để góc phải mình đó nha anh em. Cá thì lúc nào cũng lựa những con cá mà đẹp nè, khỏe mạnh, ok nhất gửi đến cho em ha. Không có lựa những con cá mà bị tật lỗi hay là bị bệnh gì nha anh em. Không có lựa những con cá đó nha. Cá thì em gửi tặng nơi cho anh chị em và bảo hành 100% nha. À, rồng đỏ này khá đẹp nè. Thì anh em có bắt rồng đỏ này về mình chơi trải nghiệm thử nha anh em. Nó có thích gồng, năm nay là năm thìn, năm của gồng thì anh em cứ chơi gồng đi ha, rất là đẹp luôn. Lâu lắm rồi mới lên lại bộ gồng đỏ đẹp như thế này thì cứ chia lại cho anh chị em ha. Em cũng lựa một mớ em làm giống rồi, hàng này rất là đẹp luôn nè. Rồi tiếp theo tôi lên cái bộ cá là full gold ghi bông.
Gon ghi bông á là nó có cộng ghi bông dưới bụng và tay bơi nó sẽ dài hơn nha anh em. Đó, thì cái bộ này của em á là lên tay bơi khoảng tầm 30% nè, có con thì 50, có con thì 60, 70 luôn. Nó thì nói chung á là cái hàng này á là em lựa đại với anh em, 5 cặp á là 300k free ship luôn. Đó, hôm nay thì em để giá là combo và 5 cặp là 300k free ship cho anh em dễ mua, dễ tiếp cận nha. Ưu đãi thì anh em yên tâm ha. Giá này bán lẻ là 80.000 một cặp đó anh em, mà 5 cặp với 300k là tương đương khoảng tầm 60.000 một cặp thôi mà được free ship đó nha. Fungon này rất là đẹp luôn nha anh em, thì cá đa phần nó màu vàng hết trơn rồi, nhưng mà em để vào cái nền đen á thì nó mà cái màu vàng đó anh em nó dạ lên rất là đẹp luôn ha, và cái ánh sáng nó chiếu vào nữa nên, cho nên rất là đẹp luôn. Còn anh em về anh em nuôi thì anh em nên nuôi cái nền màu trắng hoặc màu vàng, cái nền vàng đó anh em, và cho nước đá vàng vào nha. Đó, cái hàng siêu vip siêu tiện giống luôn nha anh em. Tiếp theo thì là cái bộ gồng xanh VD Thác Môn, thì bên em mà đa phần là cá giống không nha anh em, bên em mà cung cấp cá giống thôi. Đây là gồng xanh bộ tia quay lưng BDS đuôi này full tia, cái đuôi này á, cái góc đuôi này chưa gọi là quá căng nha anh em, nhưng mà cái hàng này rất là đẹp rồi. Cái bộ này em rất là khoái luôn, tại vì nó có một lớp platinum trên thân rất là sáng luôn, và quay là khá là bự, khá là đẹp nha anh em. Size cá là size gần 3 tháng thôi, còn cá trống thì nó bung trước, còn cá mái là chưa bung nha anh em. Cá mái chỉ mới có bung bung quay hơi thôi, body cũng chưa bự lắm ha. Đó, cái trống nó rất đẹp luôn nha anh em. Bộ này bộ gồng của Thái Lan nha anh em. Đó, vậy con cá bơi ha. Và cái bộ gồng này á, cái tay bơi nó có tay bơi màu xanh luôn nha anh em, nó lên tay bơi luôn nha. Đó, rất là đẹp luôn. 100.000 một cặp luôn và 5 cặp là 400k. Những con cá trên clip em đã lựa quá trơn rồi nha, em đã lựa và tuyển là hết trơn rồi nha. Tại vì làm gồng á anh em, tỷ lệ nhiễm vẫn có nha, tỷ lệ nhiễm rồi này kia rồi ha, em đã lựa cho luôn. Còn mấy con cá em gửi đến cho em là đã lựa qua chất lượng hết trơn nha, cực kỳ đẹp và ok hết, rồi mới gửi cho anh chị em. Đó, anh em thấy không, trên thân có một lớp platinum nha. Còn đây là cá mái nha anh em, mái này size tơ zin, chị cá chỉ mới ôm trứng thôi. Anh em nhìn con cá này ha, cái quay nó khá là ok rồi nha anh em. Đó, mấy con gồng này anh em nuôi cứ nuôi càng lâu thì quay nó càng bự nha. Đó, size cá là size gần 3 tháng thôi. Đó, anh em thấy cá không, chỉ có mới ôm bầu ôm trứng thôi, chưa ôm bầu luôn nha. Về mình ghép với nhau, thường thường cái mà khoảng tầm 20 ngày cho đến 30 ngày sẽ đẻ một lứa, tùy vào anh em nuôi tốt ha, cho ăn tốt đầy đủ thì khoảng tầm 20 ngày là đẻ rồi. Đó, hàng này bao làm giống luôn anh em ơi, rất là đẹp luôn nha. 100.000 một cặp, 5 cặp là 400k free ship luôn. Gồng xanh là tranh thủ đặt hàng anh em ơi, em còn khoảng tầm 3-40 cặp là hết hàng rồi. Lựa lên rất là lâu anh em ơi, mấy hàng này em lên đợi rất là lâu ha. Còn đây là full gold hàng full ốc sành nha anh em. Thì full ốc sành nó có nghĩa là có một bộ cá đầy đủ, nó gồm yếu tố là ghi bông hết anh em, ghi bông rồi tay bơi full vàng hết, gọi là con cá full vàng ở trên đó anh em. Thì á, bán cho anh chị em ha là 120.000 một cặp và 3 cặp á, là 330k. Với giá tiền này là anh em được 3 cặp là giá khá là mềm rồi đó anh em, mà cá thì rất là đẹp luôn nha, mà được hỗ trợ free ship nữa anh em ơi. Tranh thủ đặt hàng nha, tại vì cá giống anh em, cá giống thì một cặp cá không có rẻ đâu anh em ơi ha, thì anh em yên tâm ha về chất lượng cá nha. Đó, cá giống lúc nào giá cũng cao, nhưng mà hôm nay anh em bắt 3 cặp á, thì em để giá mềm hơn một xíu nha. Nói chung là giảm anh em một xíu luôn, nhưng mà anh em bắt nhiều thì nói chung là không có lãi lãi nhiều hết trơn luôn á, chủ yếu là để duy trì để mà mua thức ăn cho cá thêm nữa đó anh em, với những cặp cá đẹp như thế này ha. Rồi thì anh em muốn hàng tiễn giống đẹp như thế này, cá thì 9-10 những clip nha anh em. Còn đây á, là gồng tím màu sắc, gồng tím màu sắc á, thì trên thân có một lớp platinum màu trắng trắng tím tím nha, và cái đuôi nó bông bông anh em, như là ivory gì đó, nhưng mà nó không giống ivory nha, nó cái màu nó không đẹp bằng ivory, nhưng mà cực kỳ đẹp với cái bộ gồng tím này nha. Đó, size cá là size đang ôm bầu luôn nha anh em. Đó, nhìn nhìn con cá nha anh em. Đó, cái đuôi thì màu tím tím bông bông đốm đốm anh em, nhìn khá là đã nha. Thì cái hàng này bán cho anh chị chỉ có 60.000 một cặp thôi, và 5 cặp đó là 250k nha anh em. Gồng tím màu sắc về trời để sinh rất là đẹp luôn. Còn đây là khi em bắt em lựa lên cho anh em xem ha, để ngoài nắng nè anh em, để nành đen ha, nó dạ cái màu nó đẹp lắm luôn nha. Đó, trên thân có một lớp platinum và cái đuôi màu tím tím màu sắc nha anh em. Đó, màu sắc lộn xộn với chơi luôn nha, rất là đẹp luôn. Rồi anh em là có cần đặt cái hàng nào thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại và Zalo em để góc phải màn hình đó nha anh em. Cái màu thì em ship toàn quốc luôn và bảo hành 100% nha. Anh em nhận cá gửi tiền cho shipper nha anh em. Đó, anh em là đặt cá bên em thì yên tâm về chất lượng và dịch vụ cá bên em nha. Rồi chào tạm biệt anh chị em.